buổi tiệc sinh nhật. Hôm nay là ngày sinh nhật của Peppa. Và lúc này vẫn còn đang là sáng sớm. Hôm nay là sinh nhật của mình. Chớ, vậy đi, hôm nay là sinh nhật của chị đó. Chị sẽ có một bữa tiệc thật vui. Và ba sẽ biểu diễn ảo thuật để góp vui đó. Nhanh chớ, chúng ta phải gọi ba bà mẹ dậy. Nhưng lúc này heo mẹ và heo ba vẫn đang ngủ rất ngon. Dậy đi, hôm nay là sinh nhật của con, dậy đi. Bây giờ mấy giờ rồi con? Đã trễ lắm rồi. Mới là 5 giờ sáng thôi mà Peppa. Dạ phải, sắp hết một ngày rồi. Được rồi, chúng ta bắt đầu mừng sinh nhật của con nào. Hay quá. Và rồi heo mẹ, heo ba và George cùng nhau tặng quà sinh nhật cho Peppa. Chúc mừng sinh nhật con, Peppa. Cái gì vậy ta? Đầm của búp bê. Con có thể mặc nó chơi gấu bông. Con cảm ơn ba mẹ. Không có gì đâu Peppa. Ba không biết gấu bông là con gái đó. Ba ơi, tất nhiên gấu bông là con gái rồi. Mình thích đầm mới của mình. Cảm ơn mọi người. Không có gì đâu gấu bông. Đừng làm nó dơ đó. Con biết tiếp theo sẽ là gì không Peppa? Dạ có. Các bạn sẽ tới để mừng sinh nhật của con. Và ba sẽ biểu diễn ảo thuật đúng không ba? Sẽ không ai biết ảo thuật gia là ba đâu. Cho nên con phải giới thiệu ba là ảo thuật gia đại tài quyền bí. Ảo thuật gia đại bí? Phải, ảo thuật gia đại tài quyền bí. Ba con đã tập bằng ảo thuật đó suốt cả tuần nay đó con à. Bạn con tới rồi kìa. Đây là các bạn của Peppa, mèo Candy cùng Suzy, chó Danny cùng với thỏ Rebecca và ngựa Pedro. Xin chào các bạn. Chúc mừng sinh nhật cậu cậu Peppa. Yeah. Vào đi các con, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi đó. Và Peppa sẽ biểu diễn ảo thuật cho buổi tiệc hôm nay. Peppa, còn nhớ là phải nói: thưa quý bà quý ông, xin được giới thiệu ảo thuật gia đại tài quyền bí. Dạ được thưa ba. Thưa quý bà và quý ông, đây là ảo thuật gia ba mình. Sau đây màn ảo thuật đầu tiên. Ba la cà na si mùi. Đó là gấu bông. Màn ảo thuật tiếp theo, ta cần một khán giả lên đây phụ diễn. Ta cần một người thôi. Cô gái trẻ, cô đã đưa tay lên đầu tiên. Cô nói với khán giả tên mình được không? Mẹ, con là cừu Suzy. Được rồi Suzy, đây là quả bóng. Quả màu đỏ, quả màu xanh và quả màu vàng. Dạ phải. Bây giờ cô phải bí mật chọn một quả bóng bất kỳ trong khi ta quay lưng lại. Dạ được. Đã chọn xong chưa? Dạ rồi. Ba la si bùa. Cô chọn màu vàng. Dạ không. Ba la si bùa xanh. Dạ không phải luôn. Ba la si bùa đỏ. Dạ phải, là màu đỏ. Màn ảo thuật dở quá à bà. Bà đã nói hết ba màu rồi. Peppa, con đừng có nói lớn như vậy. Vậy các con muốn xem nữa không? Dạ có. Nhắm mắt lại nào. Không được nhìn trộm nha. Cùng nói thần chú đi. Ba la si bùa. Ba la si bùa. Mở mắt ra nào. Hoan hô, bánh kem chúa cho sinh nhật của con. Giờ con thổi nến đi Peppa. Cảm ơn mọi người. Đây là sinh nhật tuyệt nhất từ trước tới bây giờ. Heo ba dự dán. Heo mẹ đang xem một chương trình thể dục đang được phát trên TV. Cứ tiếp tục như vậy, gặp lại và mở ra, gặp lại mở ra. 1, 2, 3, ăn no rồi, giờ xem TV thôi. Em đã coi chương trình gì vậy?
Đây là chương trình tập thể dục để giữ dáng được thon gọn đó anh. Cảm ơn trời, anh không cần tập thể dục vì dáng anh đã đẹp sẵn rồi. Dáng người của ba không đẹp lắm ba ơi. Bụng của ba rất là lớn kìa. Nhưng ba rất là khỏe. Để ba cho con coi. Muốn ba làm động tác gì? Chạm vào gót chân như vậy nè. Dễ thôi. Ba ơi, ba không chạm ngón chân là ba không làm đúng đâu ba. Ba không có giả bộ đâu Peppa. Heo ba thật sự không thể chạm được ngón chân của mình. Trời ơi ba, như vậy không tốt đâu. Có lẽ ba cũng nên tập thể dục một chút mới được. Phải đó ba. Và ba sẽ bắt đầu từ ngày mai. Anh à, em nghĩ là anh phải bắt đầu từ bây giờ. Ba không cần phải lo đâu, con sẽ giúp ba mà. Thôi được Peppa, con có nhiệm vụ giúp ba tập luyện. Ba nên làm gì trước? Trước tiên ba phải tập hít đất. Dễ thôi. Một, hai. Ba làm tốt lắm. Bây giờ con muốn ba làm 100 lần. 100 lần sao? Phải. Đi thôi các con, giúp mẹ làm bữa trưa nào. Anh cũng giúp mọi người. Không được đâu ba, ba còn phải ở đây hít đất 100 lần nữa đó. Một, hai, ba, bốn. Vậy là heo mẹ cùng Peppa và George ở trong bếp làm bữa trưa. Heo ba vẫn còn đang hít đất ở phòng bên. Ba đang làm rất tốt đó mẹ. Phải, nhưng mẹ hy vọng ba con không làm quá sức của mình. Để con ra đó xem. 14, 15, 16, 17. Ba phải hít đất chứ. Ba ăn gian quá đi. Trên tivi đã có một chương trình rất hay con à. Ba hư quá ba ơi. Có lẽ ba con sẽ làm tốt hơn với chiếc xe đạp tập thể dục này đó. Nhìn nó có vẻ vui đó. Anh có thể vừa đạp xe vừa coi chương trình tivi yêu thích. Có vẻ không ổn rồi. Chiếc xe này ồn quá, anh không nghe được tivi nói gì. Nhưng mà anh vẫn cần phải tập thể dục. Con biết rồi, ba lấy xe đạp của con đi đi ba. Phải, và còn hít thở không khí trong lành nữa chứ. Vậy là lần này heo ba sẽ chạy trên chiếc xe đạp nhỏ của Peppa. Ba ơi, đây là bàn đạp. Đây là cái thắng. Và đây là chuông. Được rồi, cảm ơn Peppa. Bà biết rồi, tạm biết. Dễ như ăn bánh vậy. Giữ dáng luôn là một chuyện rất khó. Bây giờ mình có thể giữ dáng mà không cần đạp xe. Có vẻ heo ba đang chạy rất nhanh. Có lẽ mình nên đi chậm lại. Cái thắng không đủ chắc rồi. Heo ba đã đạp xe đi cũng khá lâu rồi. Mẹ ơi, sao ba vẫn chưa về? Con đừng lo bé ba, chắc ba con đạp xe rất vui nên mới đi lâu như vậy đó con. Ba ơi, ba lại đi đâu vậy? Con biết không, ba đạp xe trượt thẳng xuống đồi và sau đó phải đẩy xe ngược lên lại đó. Ôi, tội nghiệp cho anh quá. Nhưng ít nhất thì anh cũng đã tập thể dục. Phải, cho hôm nay. Ý em là sao? Thì ngày mai anh vẫn sẽ phải tập thể dục nữa. Cái gì? Ba ơi, để giữ dáng, ba phải tập thể dục mỗi ngày đó ba. Ôi không. Nhưng mà ba đừng lo, con sẽ luôn nhắc nhở ba tập thể dục mà. Phải, ba biết vậy mà. Peppa và George ở trong phòng ngủ và đang chơi với đồ chơi của mình. George, chị chơi búp bê, em chơi khủng long nha. Cái gì vậy? Nó giống như một con quái vật kinh khủng. Khủng long. Đó là một con khủng long. Cứu với, cứu với. Lúc này heo ba đang ở trong phòng khách để đọc báo, còn heo mẹ thì đang đọc quyển sách của mình. Hai đứa nhỏ đang làm gì vậy? Cứu, cứu.
Peppa, George, có chuyện gì vậy các con? Tiếng ồn gì vậy hả? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy chứ? Sao trong này ồn ào quá vậy? Và nhìn đống bừa bộn trên sàn này đi, lỡ có ai đạp trúng và bị thương thì sao đi? Có người đã đạp trúng và bị thương rồi đó. Ôi trời ơi, tội nghiệp cho anh quá. Được rồi các con, chúng ta hãy dọn dẹp chỗ này đi. Nhưng mà mẹ ơi, tụi con đang chơi búp bê và khủng long mà. Các con có thể chơi tiếp sau khi dọn dẹp. Nhưng đây là đồ chơi của em Chót mà. Thật như vậy sao? Vậy cái váy đẹp này chắc cũng là của Chót rồi. Dạ không. Trong đây cũng có một ít đồ chơi của con thôi. Được rồi, ba sẽ giúp Chót dọn dẹp và heo mẹ sẽ giúp cho Peppa. Chúng ta thi đua nha ba. Đội con gái thi đua với con trai. Ý này hay đó, để coi ai sẽ dọn xong trước nha. Chuẩn bị, sẵn sàng, bắt đầu. Chúng ta sẽ thắng. Không đâu ba. Rồi. Cái gì đây? Gấu bông. Mình đã tìm cậu khắp nơi. Nhanh lên Peppa, cho gấu bông vào giỏ đồ chơi đi con. Rồi. Bây giờ tới sách. Tuyệt lắm. Chúng ta có gì đây? Khủng long. Đúng rồi, là quyển sách về khủng long. Đó là quyển sách hình khủng long của Chót. Con này là khủng long bạo chúa. Khủng long bạo chúa. Đúng vậy. Ồ, còn đây là khủng long cổ dài. Khủng long cổ dài. Phải. Còn đây là khủng long ba sừng. Khủng long ba sừng. Giỏi lắm George. George rất thích khủng long. Ba ơi, George, sao ba và em dừng lại rồi? Ba và em sẽ thua đó. Ồ, phải rồi, cuộc thi. Nhanh nào George, đặt nó về kệ sách đi con. Ba ơi, ba và em chậm chạp quá đi. Mẹ và con nhất định sẽ thắng thôi. Không, ba nhất định sẽ thắng. Thắng rồi. Đâu, mẹ và con thắng. Chúng ta đều thắng. Nhìn xem căn phòng gọn gàng chưa kìa. Căn phòng thật là gọn gàng. Mọi người làm rất tốt. Mẹ ơi, tụi con đã dọn xong phòng rồi. Tụi con có thể chơi búp bê và khủng long được chưa mẹ? Được, các con có thể chơi tiếp tục được rồi. Hoan hô, búp bê của mình đâu? Còn ngài khủng long đâu rồi? Đây rồi. Yeah, khủng long. Đó là một con khủng long. Sợ quá, cô tư dữ. Ôi trời, căn phòng lại bừa bộn lại rồi. Ít nhất nó cũng gọn gàng được một lúc. Thả diều. Hôm nay là một ngày đẹp trời. Peppa và gia đình mình đi tới công viên chơi. Họ sẽ chơi trò thả diều. George là người sẽ thả con diều trước tiên. Rồi George chạy nhanh nhất có thể. Nhưng mà con diều lại không bay lên. George, em làm sai hết rồi. Là do em chạy chưa đủ nhanh. Bây giờ tới lượt chị. Rồi đến Peppa chạy nhanh nhất có thể. Nhưng con diều nó vẫn không bay lên. Diều sẽ không bay nếu như không có gió, dù cho con chạy nhanh tới mức nào. Chúng ta chỉ cần đợi tới khi trời bắt đầu có gió thổi. Nhìn kìa, bắt đầu có gió rồi đó.
Bây giờ trời đã có gió, diều đã có thể bay. Cơn gió bây giờ khá mạnh. Rồi cơn gió bây giờ rất mạnh. Peppa. Cảm ơn ba. Rồi heo ba là người điều khiển diều. Cao nữa, cao nữa. Có vẻ heo ba điều khiển diều rất giỏi. Phải, mấy trò chơi này ba chơi rất giỏi. Cẩn thận mấy cái cây đó anh, coi chừng vừa bị dướng vào đó bây giờ. Em đừng lo, anh biết anh đang làm gì. Ôi trời, heo ba đã làm cho con diều bị dướng lên cành cây rồi. Ôi không. Thôi con nín đi sớm, ba sẽ lấy con diều xuống cho con mà. Ờ, phải. Hai đứa cẩn thận, ở chỗ đó có một vũng bùn. Tại vì Peppa và George rất thích nhảy vào vũng bùn. Tụi con nhảy vào đó được không mẹ? Đi mà. Không, mẹ không muốn hai con bị dính bùn đâu. Các con mau lùi lại đi. Anh hãy cẩn thận nha heo ba. Anh biết anh đang làm gì. Anh cẩn thận đó. Còn một chút nữa thôi ba ơi. Theo ba à, anh quá nặng so với cái cành cây đó. Không đâu, anh biết rõ anh nặng tới mức nào. Lấy được rồi. Như vậy là heo ba đã cứu được con diều. Ôi trời, mọi người dính đầy bùn rồi. Chỉ là bùn thôi mà. Cũng may là heo ba đã không bị thương gì. Và con diều đã được lấy xuống. Mẹ ơi, bây giờ tụi con đã dính đầy bùn rồi. Tụi con chơi trên vũng bùn được không mẹ? Được rồi, các con cứ chơi đi. Dù sao các con cũng dính rất nhiều bùn rồi. Và mẹ nghĩ heo ba sẽ là người giặt đồ ngày hôm nay đó. Oh. Heo ba và George rất thích nhảy lên nhảy xuống trong vũng bùn. Heo mẹ và heo ba rất thích nhảy lên nhảy xuống trong vũng bùn. Mọi người thích nhảy lên nhảy xuống trong vũng bùn. Nhảy lên nhảy xuống trong vũng bùn cũng vui như là thả diều vậy đó. Sinh nhật của heo mẹ. Hôm nay là sinh nhật của heo mẹ. Heo ba đích thân làm bữa sáng trên giường cho heo mẹ. Chúc mừng sinh nhật nha heo mẹ. Peppa và George cũng đã làm thiệp sinh nhật cho heo mẹ. Chúc mừng sinh nhật mẹ. Oh, thật là một bất ngờ trong ngày sinh nhật đó. Và còn rất nhiều điều bất ngờ khác nữa. Em cứ từ từ thưởng thức bữa sáng, không cần vội đâu. ngon quá. Nhanh lên các con, chúng ta phải chuẩn bị rất nhiều thứ. Heo ba cũng đã làm một cái bánh sinh nhật cho heo mẹ. Chúng ta chỉ cần cắm nến lên thôi. 1, 2. Mẹ xuống đây. Heo mẹ đã ăn xong bữa sáng trên giường rồi. Mẹ tới kìa. Ôi không, chúng ta vẫn chưa chuẩn bị xong. À, là ai vậy? Là mẹ đi, có thể vào không? Không được. Có điều gì bí mật trong này sao? Ồ không, không có gì hết. Nhưng em không được vào đâu. Em hiểu rồi. Heo mẹ nè, sao em không thư giãn trong phòng khách một chút? Như vậy cũng được. Hôm nay là sinh nhật của em mà. Được rồi Peppa, mẹ biết phòng khách nhà mình ở đâu mà con. Mẹ hãy đọc tạp chí đi. Cảm ơn Peppa. Và đây là bản nhạc dành cho mẹ. Cảm ơn Peppa. Chúng ta phải cắm số lượng nến bằng đúng số tuổi của mẹ. 1, 2, 3. Ôi trời, nếu vậy chúng ta không có đủ nến rồi. Ba ơi,
Mẹ bao nhiêu tuổi vậy ba? Bà sẽ nói nhỏ với các con nha. Wow, nhiều vậy sao ba? Con biết không, ba nghĩ ba cây nến là cũng được rồi. Vậy là bánh sinh nhật của heo mẹ đã sẵn sàng rồi. Nhưng mà chúng ta cần phải trang trí cho phòng khách nữa. Xin chào mẹ. Ồ, mọi người đây rồi. Mẹ vừa thấy hơi chán một chút. Mẹ ơi, vậy mẹ có muốn đi dạo ngoài vườn một chút không? Mẹ có lựa chọn nào khác không? Dạ không. Tạm biệt mẹ. Mẹ đi dạo vui vẻ nha. Con sẽ gọi mẹ khi con chuẩn bị xong. Không ngờ sinh nhật phải làm rất nhiều chuyện như vậy. Heo ba cùng Peppa và George đang trang trí cho phòng khách. Vui quá đi. Hôm nay heo bà và heo ông cũng tới dự sinh nhật của heo mẹ. Oh, chúc mừng sinh nhật heo mẹ. Sao con không vào nhà đi? Con chưa thể vào được. Heo ba cùng Peppa và George đang làm việc bí mật cho sinh nhật của con. Thật đáng yêu. Lát gặp lại con nha. Tạm biệt mẹ. Mẹ ơi, mẹ có thể vào nhà chơi với con được không? Tất nhiên là được rồi. Mẹ nhắm mắt lại đi. Mẹ đừng mở mắt nha mẹ. 1, 2, 3. Mở mắt ra nào. Chúc heo mẹ sinh nhật vui vẻ. Đây đúng là một bất ngờ đáng yêu. Em hãy thổi nến đi, cùng với một điều ước. Mẹ ơi, tụi con tặng quà cho mẹ nè. Mẹ đoán thử xem. Mẹ không đoán ra nổi. Vậy em mở ra xem đi. Trời ơi, nó là một cái váy rất đẹp. Wow, mẹ mặc nó thật là đẹp. Với trang phục này thì có một nơi em phải tới. Cái gì đây? Là hai vé xem hòa nhạc vào tối nay. Cảm ơn anh. Heo mẹ rất thích tới nhà hát. Tối nay bà với ông sẽ ở lại đây trông coi bọn trẻ. Thật là một món quà sinh nhật tuyệt vời. Tôi là người mẹ may mắn nhất trên đời. Và xinh đẹp nhất nữa. Chiếc xe mới. Hôm nay Peppa và gia đình của mình đi dạo trong chiếc xe đỏ. Các con có muốn hạ mui xe xuống không? Dạ muốn. Có vẻ như Peppa và George thích chiếc xe này. Mọi người sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Vậy thì đi thôi. Con thích xe của chúng ta. Ha ha. Chiếc xe cũng thích chúng ta, đúng không? Ôi trời, chiếc xe có vẻ như không được ổn rồi. Ba ơi, có chuyện gì vậy? Ba không biết nữa. Hãy đem nó tới xưởng xe của chó ông đi, ông ấy sẽ sửa được nó. Ý kiến hay đó heo mẹ. Chó ông là chủ xưởng xe. Ông ấy rất giỏi việc sửa xe. Ôi trời, heo ba hả? Xe của cậu có vẻ không ổn rồi. Ông làm ơn sửa đó giùm tôi được không? Được, nhưng sẽ phải mất cả ngày đó. Nhưng tụi con em muốn dùng xe của mình đi dạo. Không cần lo, tạm thời tôi sẽ cho mọi người mượn chiếc xe mới này nha. Cảm ơn ông và chó ông. Mọi người có muốn hạ mui không? Dạ có. Chỉ cần bấm cái nút màu đỏ này thôi. Chiếc xe thật là hiện đại. Wow. Khi mọi người về thì chiếc xe sẽ sửa xong. Cảm ơn ông rất nhiều. Tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt ông. Tạm biệt. Peppa và gia đình thích chiếc xe mới này. Chiếc xe mới này có nhiều nút thật đó. Ba
ơi, cái nút xanh là gì vậy ba? Để bà xem. Là cửa phép thuật. Ba ơi, ba làm cửa sổ phép thuật hạ xuống đi ba. Ba ơi, còn nút màu xanh là gì vậy ba? Ba không biết nữa, để ba thử xem. Con thích chiếc xe mới này, chúng ta giữ nó được không ba? Ồ, chúng ta không giữ được nó đâu Peppa, chúng ta chỉ mượn nó trong hôm nay thôi. Ôi không, em nghĩ là trời sắp mưa rồi. Được rồi, vậy anh sẽ bật mui xe lên. Để coi nút nào là nút bật mui xe đây. Ồ, nút nào ta? Ha ha, nhất định là nút này rồi. Lúc đó khiến chiếc xe xịt nước và heo ba. Ba sai rồi, đó đâu phải cái mui xe đâu. Vậy chắc cái nút này. Ồ, không phải đó, cái nút này. Heo ba đâu quên nút nào là nút để bật lại mui xe. Anh không nghĩ là chiếc xe này nó thích mình. Hãy bấm từ nút đỏ đi. Wow. Nhưng bây giờ lại hết mưa rồi. Mình hạ mui xe xuống được không ba? Được chứ con. Nhưng nút nào đây ta? Là nút màu đỏ đó. Chó ông đã sửa xong chiếc xe màu đỏ. Xe sửa xong rồi. Wow. Cảm ơn ông rất nhiều. Không cần thối tiền thừa. Cảm ơn heo ba nha. Tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt ông. Wow, được sử dụng xe của mình thật là tốt. Con rất thích xe mới, nhưng con vẫn thích xe cũ của mình hơn. Và bà nghĩ chiếc xe cũ cũng thích chúng ta, đúng không nào? Bánh kết. Vào giờ uống trà, lúc này heo mẹ có bất ngờ dành cho mọi người. Hôm nay sẽ là ngày chúng ta dành cho bánh kếp. Bánh kếp à? Nghe ngon quá. Con thích bánh kếp lắm. Mọi người đều thích bánh kếp. Biết không, anh là chuyên gia lật bánh kếp đó. Cứ để cho anh làm. Anh có chắc không đó? Lần trước anh đã hơi bực bội khi làm cái bánh rớt xuống sàn nhà mà. Lúc đó anh không hề bực bội. Đó là tại vì cái chảo mà thôi. Mẹ ơi, hay để tụi con giúp mẹ được không? Nha mẹ. Được, con có thể giúp mẹ chuẩn bị bột bánh nè. Trước tiên chúng ta sẽ cho bột vào tô này. Bây giờ cho thêm một quả trứng. Rồi cho sữa vào. Xong rồi, mình sẽ trộn tất cả lên. Mẹ ơi, cho tụi con trộn được không? Được, tất nhiên là được Peppa. Peppa rất thích trộn bột. Và George cũng muốn trộn bột. Không chó, phải làm như vậy nè. Được rồi, trộn như vậy là đủ rồi đó. Bây giờ hai con ra bàn ngồi đợi mẹ chiên bánh nha. Bây giờ heo mẹ sẽ lật cái bánh trong chảo lại. Hoàng à! Em có thể tung nó cao hơn đó heo mẹ. Đợi tới lượt anh làm, anh có thể tung nó cao cỡ nào tùy anh. Cái bánh đầu tiên là cho George. Heo mẹ đổ thêm một chút siro lên bánh của George. Bánh thật là ngon. Cái bánh lần này là của Peppa. Em có thể tung nó cao hơn nữa đó. Anh sẽ có cơ hội tung cao cho mọi người thấy khi anh làm chiếc bánh của anh. Cho con siro nữa. Ngon quá đi. Cái bánh lần này là của heo mẹ. Em vẫn tung nó chưa đủ cao heo mẹ à. Cái bánh tiếp theo là của anh đó. Anh có thể làm thử cho tụi em coi được không?
Bánh ngon quá đi à. Giờ thì mọi người nhìn kỹ nè. Bí quyết để làm được bánh kếp ngon là ta phải tung nó lên thật cao. Một nè, hai, ba, bay cao. Ba dở quá ba ơi. Ồ, hình như ba tung nó cao quá thì phải. Đáng tiếc quá đi, vì đó là cái bánh cuối cùng rồi. Lấy cái bánh đó xuống cũng dễ thôi mà. Không được, heo ba giới không tới được cái bánh của mình. Anh không cần lo đâu, em nghĩ em có cách để lấy cái bánh đó xuống rồi. Giờ lên lầu thôi các con. Heo mẹ nào? Không biết heo mẹ đang định làm gì vậy ta? Mẹ sẽ đếm tới ba, lúc đó tất cả chúng ta hãy cùng nhảy lên nha các con. Một, hai, ba, nhảy. Bà mẹ con đang làm gì trên đó vậy? Thành công rồi. Vậy là heo ba đã lấy được cái bánh của mình. Ba có cái bánh ở trên đầu kìa. Anh có muốn cho thêm siro hay không? Ờ, cũng được. Một, hai, ba, bay cao. Bánh ngon quá đi. Ba bắt cười quá đi. Buổi học ba lê. Hôm nay Peppa tới buổi học ba lê đầu tiên của mình. Đây là cô Linh Dương, là cô giáo dạy ba lê. Oh, chắc em là Peppa có đúng không? Giới thiệu, cô là cô giáo Linh Dương. Dạ, con chào cô. Tốt, em ngoan lắm. Dạ, cô Linh Dương chào mừng em tới buổi học ba lê đầu tiên này. Vậy mẹ sẽ tới đón con sau. Tạm biệt mẹ. Nhớ phải ngoan đó. Đây là các bạn Peppa, mèo Candy, cừu Suzy, chó Danny, thỏ Rebecca và ngựa Pedro. Các em hãy chú ý, hôm nay chúng ta sẽ có thêm một bạn học mới, heo Peppa. Được rồi Peppa, hãy tới làm quen với các bạn đi. Mình xin chào các bạn. Chào Peppa. Này. Được rồi, chúng ta bắt đầu học. Và động tác đầu tiên, demi plie. Tiếp theo sẽ là nhảy nhẹ, petit jeté. Động tác cần phải đẹp và duyên dáng, petit jeté. Phải đẹp và duyên dáng. Petit jeté. Đẹp và duyên dáng. Peppa cảm thấy buổi học ba lê rất là vui. Tiếp theo nâng tay lên và hãy tưởng tượng rằng mình là một chú thiên nga thật đẹp. Cô đố bạn nào biết thiên nga kêu như thế nào nè. Nè. Miau. Nè. Đẹp và duyên dáng. Peppa thích nhảy múa. Mọi người đều thích nhảy múa. Ba đã làm rất tốt đó chị ạ. À, con đã nhảy múa rất đẹp và cũng rất duyên dáng nữa. Con của mẹ giỏi quá. Để con múa cho mẹ coi nha. Về nhà trước đã con. Vậy con có thể múa cho ba, sớt và mẹ cùng xem luôn. Con chào cô. Peppa và heo mẹ đã về nhà. Ba ơi, chó ơi, giờ con sẽ chỉ ba và em cách múa ba lê.
có khó lắm không con? Con thì thấy rất là dễ. Nhưng với ba, chó, mẹ thì cảm thấy rất là khó. Trước tiên, chúng ta cần phải có âm nhạc hoàn hảo. Bây giờ, chó, ba và mẹ, mọi người hãy làm theo giống như con nha. Cô Linh Dương dùng những từ rất mắc cười, nhưng chỉ là cúi xuống, cong gối và nhảy lên thôi. À, là petit jeté. Mẹ ơi, ba biết từ mắc cười đó hả? Mẹ và ba trước đây từng múa ba lê rất giỏi. Cẩn thận đó anh à. Động tác bà thích nhất là pas de deux. Lên cao nào. Nó không giống với những gì bà nhớ. Ba múa thua mẹ rồi. Có lẽ múa ba lê chỉ dành cho Peppa thôi. Dạ, con múa ba lê giỏi nhất luôn. Con là một chú thiên nga xinh đẹp. Xe đạp. Hôm nay là một ngày đẹp trời, cho nên Peppa và George cùng nhau đạp xe đạp đi dạo. Quả bí này đúng là to thiệt đó heo ba. Heo ba rất tự hào về trái bí đỏ của mình trồng. Bí đỏ là thứ duy nhất mà anh trồng được. Có lẽ vì anh rất thích món bánh bí đỏ đó em. Đạp nhanh lên chó. Danny, Suzy, Rebecca. Peppa gặp bạn của mình là chó Danny. Cừu Suzy và thỏ Rebecca cũng đang chạy trên những chiếc xe đạp hai bánh. Nhưng George lại chạy trên xe đạp ba bánh. Em đạp chậm quá. Chúng ta đua tới trái bí của heo ba đây. Nếu chúng ta đua tới trái bí của heo ba thì phải thật cẩn thận để không đụng vào nó nha. Ba mình sẽ rất là buồn nếu trái bí đó bị làm sao. Cậu đừng lo mà Peppa, mau đua nào. Peppa và bạn mình chạy đua tới trái bí của heo ba. Nè, có chừng trái bí của chú. Peppa, coi chừng, trái bí của heo ba kìa. Con xin lỗi ba. Nhìn chót kìa, em ấy đi chậm quá. Em chót vẫn dùng xe đạp của em bé. Cậu cũng đang chạy xe của em bé mà Peppa. Cậu vẫn dùng bánh xe hỗ trợ đó. Mình có thể chạy mà không cái bánh xe hỗ trợ luôn. Mình cũng vậy. Mình nữa. Chúng ta chạy lên đồi lại đi. Cậu có đi không Peppa? Không, mình nghĩ là mình sẽ ở lại đây. Lát nữa gặp lại nha. Tạm biệt. Peppa ước sao xe đạp của mình không có bánh xe phụ nữa. Ba ơi, con không muốn gắn bánh xe phụ nữa đâu ba ơi. Con nghĩ mình không dùng chúng có được không? Dạ có. Được rồi Peppa, để bà tháo chúng ra. Heo ba lập tức tháo bánh xe phụ ra khỏi xe đạp của heo Peppa. Con chắc là muốn chạy mà không có bánh xe phụ luôn hả Peppa? Dạ có. Nhưng con chưa từng làm như vậy. Con làm được mà mẹ, con nhất định sẽ làm được. Không có gì vui đâu Jax. Đạp xe không có bánh phụ đúng là không dễ chút nào. Muốn bà giúp con không Peppa? Dạ được thưa ba. Được rồi, sẵn sàng, ngồi vững, đi nào. Ba đừng buông tay ra nha. Con đừng lo, có ba ở đây. Con đang làm rất tốt đó Peppa. Giữ nhắc nha ba. Cứ đạp tiếp đi con. Peppa đang tự mình đạp xe mà không cần có bánh phụ. Ba ơi, tại sao ba buông tay ra vậy? Từ nãy giờ con đã tự đạp một mình rồi. Thật sao? Con còn đạp rất là giỏi nữa đó Peppa. Thật hả mẹ? Đúng là con làm được rồi. Ba mẹ nhìn con nè. Con có thể đạp xe mà không cần gắn bánh phụ. Dandy, Suzy, Rebecca, nhìn mình nè. Mình không còn gắn bánh xe phụ nữa các bạn ơi. Nhìn mình nè. Giờ chúng ta đua tới trái bí của ba mình nha.
Peppa, có chân trái biết của ba. Ba sẽ chiến thắng. Peppa không nhìn hướng mình đang chạy. Ôi trời, heo Peppa đã đè vỡ trái bí to của heo ba. Con xin lỗi ba vì đã đè vỡ trái bí của ba. Không cần lo tới trái bí đâu con. Điều quan trọng là con vẫn không sao. Nhưng sau này con phải luôn nhìn về phía trước, có biết chưa? Con hứa là sẽ không làm như vậy nữa. Tốt. Thôi được rồi, dù sao thì trái bí đã bị dở rồi. Ba có thể dùng nó để làm bánh bí đỏ. Con cũng rất thích bánh bí đỏ. Và vì trái bí của heo ba rất là lớn nên sẽ có đủ bánh bí đỏ cho tất cả mọi người ở đây. Chơi trốn tìm. Peppa và George đang chơi trò trốn tìm. Và tới lượt của George phải trốn. Cậu ấy phải tìm được chỗ trốn trước khi heo Peppa đếm xong. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. George đã tìm được một chỗ trốn vừa kịp lúc. Mười. Em sẵn sàng chưa, chị đi tìm đây. Giờ thì Peppa phải tìm ra chỗ George trốn. Tìm được em rồi. Peppa đã tìm ra George. George, chị có thể tìm thấy em dễ dàng. Còn bây giờ sẽ tới lượt Peppa trốn. Một, hai, ba. Mẹ sẽ giúp George đếm nha. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Được rồi George, con mở mắt ra đi. Giờ thì George phải tìm ra chỗ Peppa trốn. Và dĩ nhiên Peppa không có trốn dưới gầm bàn. George, sao con không lên lầu thử tìm xem? Peppa cũng không có trốn dưới gầm giường. Âm thanh lạ đó là gì vậy? Peppa không có trốn sau rèm cửa sổ. Lại là cái âm thanh lạ lúc nãy. Nó có thể là cái gì chứ? Như vậy là George đã tìm ra chỗ Peppa trốn. George đã tìm thấy con. Bây giờ tới lượt ba phải trốn rồi đó. Ba nghĩ là nên để George trốn lần nữa. Như em George trốn không có giỏi đâu ba. Ba tin là lần này em ấy sẽ khác. Con hãy nhắm mắt lại và đếm đi. Một, hai, ba. Ôi trời, Peppa sẽ dễ dàng tìm được George thôi. Năm, sáu, George, qua bên bảy, này nè con. Tám, chín, mười. Em sẵn sàng chưa? Chị đi tìm đây. Ồ, em George không có ở dưới gầm bàn. Nhưng em ấy luôn luôn trốn vào dưới gầm bàn mà. Sao con không lên lầu thử tìm xem? Con biết em ấy ở đâu rồi. Chắc chắn là em George đang ở trong giỏ đồ chơi. George không có ở trong giỏ đồ chơi. Vậy cậu ấy ở đâu? Peppa không tìm thấy George ở đâu hết. Ba ơi, con không tìm thấy em George ở đâu hết. Ôi trời, không biết thằng bé đang trốn ở đâu. Thật ra thì ba nghĩ trong tờ báo này có gì đó không ổn. George, tìm
Ôi Chót ơi, đó đúng là chỗ trốn tốt đó con. Thì ra nãy giờ Chót đã trốn sau tờ báo của heo ba. Bạn thân, một hôm heo Peppa đang đợi bạn thân của mình, cụ Suzy. Chào cậu Suzy. Mẹ. Chào cậu Peppa. Cụ Suzy tới nhà để chơi cùng Peppa. Mẹ. Peppa thích Suzy, Suzy thích Peppa. Họ chính là bạn thân. Peppa, sao con và Suzy không về phòng của mình để chơi đi con? Dạ thưa mẹ. Mẹ. George cũng muốn được chơi cùng. Peppa và Suzy thích chơi trong phòng ngủ của Peppa. George cũng vậy. Không George, trò này chỉ dành cho con gái thôi. Em chơi đồ chơi của em đi, George. Peppa và Suzy muốn chơi một mình cùng nhau. Bây giờ mình sẽ là một cô tiên nhỏ. Bây giờ mình sẽ vẫy cái đũa phép của mình. Và biến cậu thành một con ếch xanh. Nhưng mà George không thích chơi một mình. George cũng muốn chơi cùng chị. Không George, chị đang chơi với Suzy mà. Em hãy đi chơi chỗ khác đi George. George muốn chơi cùng với Peppa. Cậu ấy cảm thấy hơi cô đơn. George, mẹ cần con giúp nè. Mẹ đang định làm bánh quy sô-cô-la. Mẹ cần có người liếm sạch cái tô này. George cũng thích giúp mẹ làm bánh quy. Nhưng mà cậu ấy thích chơi với Peppa hơn. Mình muốn làm một y tá. Còn mình muốn làm một bác sĩ. Nhưng vậy ai sẽ làm bệnh nhân đây Peppa? Peppa và Suzy đều thích chơi bác sĩ và y tá. Mẹ. George cũng vậy. Peppa nghe lồng ngực của heo George. Nào George, em hít sâu vào đi, rồi ho ra. Hình như tim của em hơi bị lỏng một chút. Chị sẽ dán nó lại cho. Mẹ. Mở miệng ra nào. Suzy thì đo nhiệt độ của George. Trời ơi, em rất là nóng đó. Chị nghĩ em phải nằm trên giường trong 3 năm tới. Và rồi heo ba tới để tìm George. Ôi không, George bị sao vậy các con? Ba đừng lo, chỉ là trò chơi thôi mà. George là bệnh nhân của tụi con. Ồ, ba hiểu rồi. Vậy ba thăm bệnh nhân có được không? Chỉ một lúc thôi đó. Em ấy có thể bị mệt. Bác ơi. Phải, đây là cho sót. Chúng là thuốc để cho sót thấy khỏe hơn. Ồ, xin lỗi thưa bác sĩ. Khám cho ba được không? Ba đang bị đau bụng. Nhột quá. Con nghe bụng của ba kêu to lắm. Con nghĩ ba đang thấy đói bụng. Vậy ba nghĩ mình cần rất nhiều bánh quy để có thể khỏe lại. Mẹ cũng vậy. Con nữa. Con nữa. Mẹ. Ngày bão.
Hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời. Peppa và George dã ngoại cùng nhau. Nước kem cho cậu nè gấu bông. Cậu nói sao? Mình cảm ơn bạn rất nhiều Peppa. Không có gì đâu gấu bông à. Còn đây là nước kem cho ngài khủng long nè. Ngài nói sao hả? Được rồi, ngài không cần cảm ơn đâu ngài khủng long. Gấu bông và ngài khủng long có muốn ăn bánh quy hay không? Tụi mình không có đói bụng lắm đâu, nên bé bà chó có thể ăn hết bánh quy nha. Cảm ơn cậu gấu bông. Ồ, âm thanh kỳ lạ đó là gì vậy? Peppa, Short, nhanh lên, vô nhà đi các con. Mẹ ơi, sao có tiếng ầm lớn vậy mẹ? Là tiếng sấm sét đó con à. Nghĩa là sắp có một cơn bão với rất nhiều mưa đó con. Mau lên, vào trong nhà trước khi trời đổ mưa nào. Không cần phải sợ đâu, cơn mưa vẫn còn ở rất xa chúng ta mà. Bầu trời càng ngày càng tối hơn. Một cơn bão sắp kéo tới đây. Peppa, Short, hai con lấy hết đồ chơi ở ngoài giường vào chưa vậy? Không làm. Tốt, vậy là ngài khủng long không sao rồi. Gấu bông, con đã quên gấu bông ở ngoài giường rồi. Cậu ấy sẽ bị ướt mất. Không được lo Peppa, bà sẽ ra đó giải cứu cho gấu bông. Anh phải nhanh lên đó, cơn mưa sắp kéo tới rồi. Anh rất rành về mưa bão mà em. Còn lâu lắm trời mới mưa. Mình đã nói rồi mà, còn lâu lắm thì trời mới mưa. Tội nghiệp gấu bông, cậu ấy bị ướt nhũng hết rồi. Phải, tội nghiệp gấu bông, lau khô cho cậu ấy đi. Dạ phải, tội nghiệp gấu bông. Xong rồi đó gấu bông à, khô hết rồi. Vậy còn ba thì sao đây? Bà cũng ướt hết rồi đây nè. Ồ, em xin lỗi anh nha. Để em lau cho anh ha. Lau như vậy đã khô chưa anh? Em nghĩ là được rồi đó. Ồ. Con mưa đang vào trong nhà mình kìa. Sàn nhà bị ướt hết rồi. Ôi trời, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Không cần lo. Heo ba dùng một cái xô để hứng nước mưa. Anh đúng là giỏi thiệt mà. Dễ như ăn bánh vậy. Gì nữa đây? Nhanh lên, mau tìm một thứ khác để hứng nước đi. Con giỏi lắm Peppa. Dễ như ăn bánh vậy. Mẹ ơi, tiếng sấm sét lớn quá. Không sao đâu con gái, con không cần phải sợ. Hay là bây giờ chúng ta đếm giữa tiếng sấm đi. Chúng ta càng đếm được nhiều, nghĩa là cơn bão càng ở xa chúng ta. Một, hai, ba. Được tới ba. Một, hai, ba, bốn, năm. Được tới năm. Cơn bão đang kéo đi xa rồi. Vậy là cơn bão đã đi qua rồi. Cơn bão đã làm cho khu vườn có đầy những vũng bùn. Và Peppa cùng chó thích nhảy trong vũng bùn. Mọi người thích nhảy trong vũng bùn. Mình thích những cơn bão. Chúng tạo ra những vũng bùn. Thật là thích quá. Công chúa buồn ngủ. Bây giờ là buổi tối. Peppa và George đang trở về giường của mình. Các con ngủ ngon nha. Mẹ ơi, ba ơi. Sao vậy Peppa? Nhưng con chưa thấy buồn ngủ. Con nghe kể chuyện được không? Nhưng có thể em George đang buồn ngủ và không muốn nghe kể chuyện đâu. George, em có muốn nghe ba kể chuyện không? Nói có đi. Thôi được rồi. Nhưng mà ba chỉ kể một câu chuyện thôi đó nha.
Vậy hai đứa phải hứa với mẹ là sau khi nghe ba kể chuyện xong thì phải đi ngủ liền. Tụi con hứa. Để coi kể chuyện gì đây ta. Ba sẽ kể câu chuyện công chúa buồn ngủ. Chuyện này nghe có chán không ba? Nghe như rất chán. Không có chán đâu, nó rất là hay đó con. Chuyện này có công chúa nhỏ không ba? Peppa, nếu như con cứ hỏi như vậy thì heo ba sẽ không thể kể chuyện. Dạ con xin lỗi mẹ. Nhưng trong chuyện này có công chúa nhỏ đúng không ba? Phải. Có một cô công chúa nhỏ trong câu chuyện. Chuyện công chúa buồn ngủ. Ngày xưa, trong một lâu đài, có một cô công chúa nhỏ đang sống. Và cô ấy được gọi là công chúa buồn ngủ. Ba ơi, sao cô ấy được gọi như vậy? Để lát nữa ba sẽ kể tới. Công chúa đó có xinh đẹp hay không ba? Có, cô ấy rất là xinh đẹp. Cô ấy rất thích nhìn bản thân mình ở trong gương. Nhìn mình thật xinh đẹp. Còn ai sống trong lâu đài nữa không ba? Những người khác ở trong lâu đài là hoàng tử nhỏ, nữ hoàng mẹ và quốc vương ba. Đúng vậy, tất cả họ cùng sống ở lâu đài. Vậy quốc vương có bụng to giống như ba không? Tất nhiên là không rồi, ngài ấy rất là phong độ giống như ba đây. Ngoài ra thì không chỉ có vậy, còn có một chú rồng. Một chú khủng long à? Phải, đó không phải là rồng, mà là một chú khủng long. Sống ở bên ngoài, cậu ấy rất lớn. Một chú khủng long dữ tợn. Ôi trời, có lẽ chú khủng long đó không dữ tợn đến vậy đâu, đúng không hả anh? Xin lỗi cho, thật ra chú khủng long đó rất hiền lành. Và cậu ấy chỉ biết ăn cỏ thôi. Trời ơi anh à. Bà xin lỗi, nhưng đó là tiếng của chú khủng long. Bà ơi, sao cô công chúa nhỏ gọi là công chúa buồn ngủ vậy ba? Để bà kể tiếp nha. Là vì khi mặt trời lặn, khi trăng và sao xuất hiện trên bầu trời, và mọi người tất cả đều cảm thấy buồn ngủ. Nhưng người thấy buồn ngủ nhất chính là công chúa buồn ngủ. Peppa, con buồn ngủ chưa? Dạ chưa ba ơi, con chưa buồn ngủ chút nào hết luôn. Nhưng người khác thì có. Chớp, dậy đi, em bỏ lỡ đoạn cuối bây giờ. Có thể Peppa thì không thấy buồn ngủ, nhưng mà cô công chúa buồn ngủ trong câu chuyện thì nhìn bản thân của mình trong gương cả ngày, cho nên bây giờ cô ấy rất mệt mỏi. Để ta đưa con về giường nha. Ngủ ngon. Và rồi công chúa buồn ngủ đã buồn ngủ tới mức cô ấy đã lập tức thiếp đi. Cảm ơn anh vì câu chuyện rất hay này, quốc vương ba. Chuyện nhỏ thôi mà, nữ hoàng mẹ. Dạ em thấy hoàng tử nhỏ và công chúa của chúng ta cũng rất thích nó. Sân chơi. Peppa và George đang ở sân chơi cùng các bạn của mình. Mèo Candy và ngựa Pedro thì đang chơi ở khung sắt. Này. Có Rebecca, cừu Suzy và chó Danny thì đang chơi cầu thủ cùng nhau. Còn Peppa thì đang chơi xích đu. Mẹ ơi, mẹ ơi, đẩy con được không mẹ? Con sẵn sàng chưa? Dạ rồi, con muốn đẩy lên thật cao. Cao nữa đi mẹ. Rồi chó cũng muốn chơi xích đu. Bây giờ tới lượt em chó. Giữ chặt nha. Con muốn được đẩy em chó. Phải đẩy em nhẹ nhẹ thôi nha bếp ba. Dạ thưa mẹ. Giữ chặt nha chó.
Ôi trời, Peppa đẩy George lên cao quá rồi. George không thích đánh đu quá cao như vậy. Peppa, con biết là em con hơi sợ độ cao mà. Xin lỗi George. Hay là chúng ta leo lên khung sắt đi em. Chào cậu Suzy. Chào cậu Dandy. Chào cậu Peppa. Nè. Thật ra các cậu làm sai hết rồi. Các cậu làm giống như mình mới đúng nè. Mọi người lùi lại. Chuẩn bị, sẵn sàng. Đi nào. Nhìn mình nè, mình đang bay giống như chim. Oh, sao mình không ra được? Peppa bị kẹt giữa cái bánh xe. Không có gì vui hết. Thật ra cũng mắc cười một chút đó con. Để mọi người kéo con ra nha. Bạn con Peppa giúp kéo cậu ấy ra. Wow. Cảm ơn các bạn. George, con muốn chơi trên khung sắt hay không? Khung sắt khá là cao. Và chó không thích ở trên cao. Ồ, xin lỗi con. Hay con chơi cầu tuột đi, George. Dạ phải, chơi cầu tuột. Peppa thích chơi cầu tuột. Mọi người đều thích chơi cầu tuột. Mẹ ơi, ba ơi, nhìn con nè. Chuẩn bị, sẵn sàng, đi nào. George cũng muốn chơi cầu tuột. Con có chắc không George? Nó hơi cao đó. Ồ được rồi, ba sẽ giúp con lên đó. Ôi trời, cầu tuột nó hơi cao so với George. Không cần lo đâu con, ba sẽ trượt xuống với con. Ba ơi, con nghĩ là ba quá to so với cái cầu tuột đó. Không có sao đâu Peppa. Ba đầu có lớn quá. Lùi lại đi nào. Chuẩn bị, sẵn sàng. Tuột nào. Heo ba bị kẹt rồi. Không mắc cười chút nào hết. Thật ra nó rất mắc cười đó ba. Có lẽ cũng chỉ mắc cười một chút thôi. Tụi con để ba xuống nha. Con thấy bụng của ba giống như lâu đài hơi vậy đó. George rất thích nhảy trên cái bụng của ba mình. Vậy là George không còn sợ độ cao nữa rồi. Thank you.